Về đủ màu cho bà con mình chơi lễ luôn. Màu đen nè, màu xanh lơ, màu nâu đất, màu xanh bộ đội và màu con này là màu cam. Thì con này là con F6000, trang bị cho mình là một bát 25, bốn con kép neo và hai cái trung 16, nó được trang bị hai bên hông nè. Có tay xách cho mình tiện lợi đi du lịch. Con này thì công suất nó lên 450W, ba chế độ hát, echo, reverb, delay, ngõ mic riêng, ngõ đàn guitar đầy đủ cho anh em mình chơi luôn. Con này chơi trong nhà tầm 80 mét vuông, quay đầu ra ngoài trời là tầm hai bàn tiệc, ba bàn tiệc. Thì lễ này anh em nào chưa có lo thì nhìn bên dưới để được bên em tư vấn kỹ hơn về mẫu F6000, mẫu mới nhất ở thị trường hiện tại luôn. Đây, nặng 19 kg, xách thì bỏ cốp xe thì nhẹ nhàng, anh em hát ở đâu cũng được. Hai sáu bảy một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai sáu bảy hai sáu bảy.